Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngồi thiền 3 phút trước khi học việc. Ngồi thẳng lưng, chú tâm và hơi thở. Khi thở vô, khi thở ra, chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, hoặc chú tâm nơi bụng. Trong khi thở vô và trong khi thở ra, chú tâm và hơi thở. Trong khi thở vô, thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì không chú tâm vào hơi thở mà chú tâm vào sự phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm và sau đó tiếp tục chú tâm vào hơi thở. 3 phút bắt đầu. Chú tâm vào hơi thở, nhắm mắt lại. Tôi thấy có mấy vị mở mắt trao tráo rồi đó. Tôi bắt đầu tính giờ lại. 3 phút bắt đầu. Thẳng lưng. Có nhiều vị ngồi khòm lưng quá. Hôm nay chúng ta chỉ còn có 2 tiết để giảng tiếp về bài duyên sinh hay duyên khởi hay thập nhị nhân duyên. Phần câu thứ nhất là vô minh duyên hành. Câu thứ hai là hành duyên thức. Câu thứ ba là thức duyên danh sắc. Vinya năng bách cái gia sẽ là cho tên năng Vinya ná. Vinya ná bách cái gia nam ru băng vinyana bacchaya vinyana bacchaya nam ru băng vinyana bacchaya nam ru băng. Vinyana là thức, bacchaya là duyên. Vinyana bacchaya là do từ duyên thức, từ duyên thức, do duyên thức. Namarubang là danh sắc, Samphavati là phát sinh. Dịch nguyên câu đó là do duyên, từ duyên hoặc do duyên mà danh sắc phát sinh. Vô minh duyên hành. Vô minh là tâm sở si, duyên hành là tâm sở tư. Rồi hành duyên thức, tâm sở tư duyên cho thức. Ở đây gọi là nghiệp thức. Nghiệp thức do duyên vô minh hành phát sanh, do duyên hành thức phát sanh, và do duyên thức mà danh sắc phát sanh. Bây giờ mình tìm hiểu là thức. Thức là mình học kỳ đầu mình học rồi. Và danh sắc là cái gì? Danh là gì? Là gì? Danh ở đây tức là những tâm sở cùng sanh với tâm vương. Những tâm sở khác
cùng sanh với Tam Vương. Và sắc ở đây là sắc, sắc pháp hay là sắc tâm, mà nó thể hiện chẳng như đi, đứng, nói, cười, cử động, đó, vân vân. Thì rồi chúng ta học về năm quẩn, thì sắc quẩn là 28 sắc pháp, trong đó có là sắc thân biểu tri, sắc khẩu biểu tri. Sắc thân biểu tri là sắc pháp thể hiện thông qua cái thân, và sắc khẩu biểu tri là sắc pháp thể hiện qua cái miệng, cái khẩu hoặc qua lời nói, gọi là sắc. Như vậy ở đây thức duyên danh sắc có nghĩa là do từ duyên thức hay là do duyên thức, do duyên thức mà danh sắc sanh ra, danh sắc sanh ra, phát sinh ra. Thì nếu như mà không có thức, không có thức thì danh không có và sắc không có. Ví dụ như nếu mà không có ông thầy giáo thì học sinh không có. Đó. Nếu không có thầy giáo thì học sinh không có. Nếu thầy giáo không có mặt ở đây thì học sinh đi về hết, đâu có ngồi đây chứ. Cho nên do duyên thức, do duyên thức mà danh phát sanh và sắc phát sanh. Đó. Nếu như không có thức, nếu không thức không sanh lên, là tâm không sanh lên thì tâm sở không sanh lên. Tâm vương không sanh lên, tâm sở không sanh lên. Hoặc là nếu như thức không sanh lên thì những trạng thái tâm lý cùng đi chung với thức không sanh lên. Ví dụ như hỷ nộ ái ố, hoặc là trí tuệ, hoặc vô minh, hoặc là bỏng xẻn, hoặc là ganh tị, hay là khó chịu, vân vân. Thì những cái đó gọi là danh hay là tâm sở cùng sanh lên. Quý vị thấy nhớ suy nghĩ một cái điều như thế này, tưởng tượng ra một điều như thế này. Tâm dương là một, nói chung tổng quát tâm sở là nhiều, cũng giống như thầy giáo là một mà học sinh là nhiều. Đó. Thì cái danh này á, tức là tâm sở. Tâm sở này được sanh lên do sự tác động của tâm vương. Nếu tâm thức không sanh lên thì tâm sở không sanh lên, danh không sanh lên và sắc không sanh lên. Nếu như mà thức nó không sanh lên thì cái tâm danh á, tức là cái tâm sở hay trí tuệ nó không sanh lên. Và nếu như trí tuệ danh không sanh lên, thức không sanh lên thì sắc pháp không sanh lên. Chẳng hạn tôi đứng đây tôi nói chuyện á, thì sắc pháp nó cử động, nó hoạt động, thì đây là sắc pháp. Sắc thân biểu tri, sắc khẩu biểu tri, đất nước lửa gió nó đang hoạt động, thì cái đất nước lửa gió này theo cái cụ thể này nè, đó là sắc. Còn cái danh tức là những cái suy nghĩ của tôi để tôi nói cái bài pháp này được, chứ bài giảng này được, đó là danh. Và cái tâm của tôi để tôi biết thì đó là tâm, đó là thức. Như vậy thức duyên danh sắc nghĩa là vậy đó. Nếu không có cái tâm thì những cái suy nghĩ của tôi về những vấn đề này phải là trí tuệ nó phát sinh lên, vân vân. Hoặc là tôi không tập trung được, tôi không có chánh niệm được thì tôi giảng bài không được, thì đó là danh. Và sắc ở đây là những cái cử động của tôi nè, đó, những cái hoạt động của tôi bằng cái thân thể này, cái đó là sắc. Như vậy danh sắc ở đây phải cụ thể, chứ nó chung chung, cụ thể của cái trường hợp này. Cho nên chúng ta liên tục tạo nên dòng luân hồi, liên tục tạo nên dòng luân hồi. Liên tục tạo nên cái thập nhiên duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, tức tức duyên, sắc duyên, sắc duyên, lục nhập, vân vân. Và có một điều nữa là thức ở đây á, thức duyên danh sắc ở đây á, là danh đây là tâm quả, tâm quả, tâm quả. Và những tâm sở cùng sanh lên với tâm quả. Và sắc ở đây là sắc nghiệp tái sinh, sắc nghiệp tái sinh, sắc nghiệp, sắc do nghiệp tạo, sắc nghiệp tái sinh, sắc nghiệp tái sinh. Đó. Và ở đây trường hợp thứ hai này á, thì nói danh sắc này tức là bát tí sanh thí viên nhà ná, tức là kiết sanh thức, kiết sanh thức tức là tâm tái sinh,
tâm tái sinh. Nếu như không có thức hàng ngày, không có tâm gọi là nghiệp thức, là tâm thiện và tâm bất thiện, thì nó sẽ không đẻ ra tâm quả. Tức là thức là danh, nó không đẻ ra tâm quả. Thức không đẻ ra là danh, danh là tâm quả. Và những tâm sở cùng sanh với tâm quả đó. Và sắc ở đây tức là sắc nghiệp tái sinh. Tôi hỏi với thầy, chứ lúc mình tái sinh vào bụng mẹ đó, cái điều kiện để tái sinh bụng mẹ là gì? Thứ nhất là phải có thức tái sinh. Cái thức này không phải là cái tâm hàng ngày mình làm đây, không phải cái tâm mình làm thiện bất thiện này, không phải. Mà cái thức tái sinh này là sản phẩm của thiện hoặc bất thiện trước đó. Đó là danh. Và sắc ở đây tức là khi mình đầu thai vào bụng mẹ đó, tôi hỏi quý vị là có sắc hay không? Tinh cha huyết mẹ, yếu tố đó mình gọi là tinh cha huyết mẹ, nhưng thực sự đó là sắc nghiệp tái sinh. Sắc do nghiệp tạo. Trước đây mình tạo cái gì, cái nghiệp gì, thì cái nghiệp đó nó sẽ đẻ ra cái sắc pháp. Và cái sắc pháp đó là sắc nghiệp tái sinh. Đó, nên là danh sắc là vậy đó. Cái đoạn này nó hay mà nó khó. Khó mà hay, mà nó rõ. Tức là hàng ngày mình tạo cái thức, tạo thức, nghiệp thức, thức thiện, thức bất thiện, tâm bất thiện. Thì cái tâm thiện, tâm bất thiện này nó mới đẻ ra cái tâm quả. Và tâm quả đó là danh. Tâm quả là danh. Và những tâm sở cùng sanh lên với tâm quả đó là danh. Tâm vương và tâm sở nó có bốn sự đồng: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết. Tâm vương và tâm sở. Tâm vương là thức. Tâm sở là những trạng thái tâm lý cùng đi chung với tâm đó là tâm sở. Và nó có bốn cái đặc tính giống nhau: đồng sanh, tâm vương sanh lên, tâm sở sanh lên; đồng diệt, tâm vương diệt, tâm sở diệt; đồng nương, tâm vương nương vật nào, tâm sở nương vật đó; đồng biết, tâm sở biết vật nào, tâm vương biết vật nào, tâm sở biết vật đó. Cái này phải một cái môn khác nữa, là môn thắng pháp tập yếu luận, hay là A Tỳ Đàm Bali, người ta sẽ giải thích rất rõ cái này. Thức đây là, tức là danh sắc đây là tâm quả. Nó được đẻ ra từ tâm bất thiện, tâm vương. Từ tâm thiện và bất thiện, nó đẻ tâm quả. Và tâm quả này không thể đi một mình. Không thể đi một mình mà nó phải đi chung với tâm sở. Thức này không để chung mà đi chung một mình. Không thể đi một mình mà đi chung với tâm sở. Và những tâm sở đó cũng gọi là danh. Như vậy tâm quả là danh và tâm sở cũng là danh. Và sắc đây là sắc nghiệp tái sinh. Người ta muốn ám chỉ là sắc nghiệp tái sinh, tức là sắc sinh ra trong thời điểm đầu thai của mình. Tôi dùng chữ đầu thai cho dễ hiểu, cho nên dùng chính xác là tái sinh. Có việc con trăng nọ tiền duyên sư cả là sư trụ trì đó, đêm ngọc vàng ra mã cấp chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Bây giờ cái thức tái sanh của cái vị này sao? Con trăng nọ tiền duyên sư cả, đây là sư trụ trì. Sư trụ trì đó là cái nghiệp thức của sư trụ trì này. Con trăng nọ tiền duyên sư cả, đêm ngọc vàng ra mã cất chung, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ tiếc vàng chung cất. Nhớ vàng, nhớ tiếc, tiếc vàng chung cất là tâm sân, tâm khó chịu, tâm bực bội. Vàng chung ngồi xài không được, bực quá, khó chịu quá. Thì tâm sân này nó đẻ tâm quả. Tâm quả này cùng với đó là thức, là danh. Tâm sân này gọi là thức. Thức. Và tâm quả này gọi là danh. Gọi là danh. Và những tâm sở tâm quả này là danh. Và danh sắc này và sắc nghiệp tái sanh là gì? Đó là cái sắc của sắc pháp của rắn. Của rắn hay trăng gì cũng được. Của trăng, sắc pháp của rắn, của trăng. Nó rắn nghe cho nó ớn, trăng nghe nó hơi yếu. Đó. Thì cái sắc pháp này là cái sắc nghiệp tái sinh. Sắc nghiệp tái sinh. Bây giờ mình là sắc pháp, là người, đúng không? Mình tạo cái nghiệp rồi đó. Tạo một cái tâm bất thiện thì nó đẻ ra cái sắc nghiệp. Và cái sắc này là sắc pháp do nghiệp tạo.
thì mình tái sanh làm chó mèo, làm chim cá vân vân. Thì cái sắc pháp đó là sắc nghiệp. Sắc nghiệp của mình là sắc nghiệp, là nghiệp bất thiện, là tham sân si. Cho nên nó mới đẻ ra một cái sắc pháp. Và sắc pháp đó không phải là đất nước lửa gió của con người, mà là đất nước lửa gió của con rắn, hoặc là của con chim, hoặc của con cá. Đó là sắc tái sinh là vậy đó. Hoặc là bây giờ mình làm việc làm việc thiện, mình đi học, học viện khóa 10, mình nghe tập trung nghe kinh nghe pháp, mình tạo một cái tâm thiện là nghiệp thức, là nghiệp thiện, nghiệp thiện. Đẻ ra tâm quả là tâm quả, tâm thiện, quả của tâm thiện. Và cái sắc nghiệp này là sắc nghiệp của vị chư thiên. Để khi mình chết mình sanh vào chư thiên, là một vị chư thiên ở cõi trời dục giới. Như vậy cái sắc này là sắc của vị chư thiên. Mà sắc của vị chư thiên này là do cái nghiệp, mà nghiệp này là nghiệp trắng. Trong lúc mình học ở đây mình tạo được cái nghiệp trắng đó. Và nghiệp trắng này là nó đẻ ra được cái sắc, là sắc nghiệp. Sắc nghiệp đây là sắc nghiệp của vị chư thiên. Còn nếu mình học ở đây mình không chịu học, mình chơi này kia vân vân, mình phóng tâm, mình bị phiền não, mình sân si, thì mình tạo ra một cái sắc nghiệp. Mà sắc nghiệp đó là sắc nghiệp bất thiện. Và nó đẻ ra cái sắc nghiệp đó là sắc nghiệp phải sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la địa ngục chẳng hạn. Thì cái đó gọi là sắc nghiệp. Cho nên cái sắc mình mà do mình quyết định, cho nên gọi là thiên đàng hay địa ngục mà do mình quyết định là vậy đó. Cái nghĩa nó vậy đó. Nghĩa là hiện tại nếu mình có cái thức là thức thiện, thì nó đẻ ra cái danh, cái quả của cái thức đó là danh. Và cái sắc này là cái sắc tương ứng, là danh sắc. Nên danh sắc này là thuộc về quả, về quả. Trên tâm thập nhiện duyên thì có là năm nhân quá khứ lớn thay, vô minh, hành, ái thủ hữu. Năm quả hiện tại đời này có ra, thức lục nhập, xúc, thức, danh sắc lục nhập xúc thọ. Đó. Năm quả hiện tại đời này có ra, mà năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này có ra. Bây giờ nhân đặng năm mà, bây giờ nhân đặng năm mà, tức là vô minh, ái thủ hữu vô minh hành, vị lai quả cũng thời là có năm. À, như vậy năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai. Trong cái bản 12 nhân duyên này thì nó phân loại vậy đó. Có cái nào nhân quá khứ, có nào nhân hiện tại, có cái nào là quả hiện tại, có nào quả tương lai. Mà cái này quý vị phải dành thời gian nhiều nghiên cứu thêm. Thì có hai tiết để nói thầm nhân duyên thì không có nói được cái gì hết á. Chỉ nói cái tựa đề là chính này. Mà tôi chỉ nói vậy để cho tự nghiên cứu thêm, biết là nó còn nhiều cái. Trong cái vườn hoa này nó còn nhiều cái bông hoa đặc biệt nữa mà mình chưa đụng tới được, mình chưa tiếp xúc được. Đó. Thì anh tôi nói danh sắc là vậy đó. Danh sắc. Danh sắc này là sản phẩm của thức, của nghiệp, của vô minh, của hành. À, danh sắc. Vì năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này có ra, danh sắc là quả. Mà quả này là do cái nhân, cho nên gọi là dục tri tiền thế nhân mà. Kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị là vậy. Là do muốn biết đời trước mình nhân gì, nhìn cái quả hiện tại, danh sắc hiện tại nè, mình là danh sắc gì. Muốn biết đời sau mình cái quả gì, nhìn cái nhân, thì mình sẽ thấy rất rõ. Đó là danh và sắc. Mà nói theo chuyên môn á, thì danh ở đây á, thức ở đây là tâm thiện, tâm bất thiện. Còn danh ở đây là 19 tâm quả, 19 tâm quả tái sanh, cộng với những tâm sở khác. Đó, 19 tâm quả tái sanh, cộng với những tâm sở khác. Tôi giảng như vậy để ta hiểu thôi, chứ không có đi sâu nữa thì không được. Bây giờ tới câu tiếp theo. Tức duyên danh sắc. Danh sắc duyên lục nhập. Namarubang. Namaruba. Xin lỗi. Namaruba Bacchaya Salayatanang. Namaruba Bacchaya Salayatanang. Cái câu mà vô minh duyên hành á là avicca paccaya sankhara, sankhara paccaya vinyanang,
rồi vinh nha na bất chế gia na ma ru băng ma nó na ma ru bá bất chế gia sẽ là cho ta năng na ma ru bá bất chế gia, cái từ này đi chung luôn, na ma ru bá bất chế gia là do duyên danh sắc mà lục nhập khởi lên. Như vậy cái từ chính của nó là sa la cho ta năng, từ này là từ chính nè. Nama rupa paccaya sa la cho ta năng là do duyên danh sắc lục nhập sanh ra, lục nhập phát sinh, do duyên danh sắc lục nhập phát sinh. Mấy thầy ngồi tuốt ở xa, không lên trên này ngồi, ngồi tuốt ở xa đi, sao tập trung nghe được, ngồi xa quá nói chuyện. Do duyên danh sắc lục nhập phát sinh, mấy vị mà ngồi ở xa tôi để ý, đặc biệt để ý nha, không có nói chuyện. Như vậy do duyên danh sắc lục nhập phát sinh, danh sắc quý vị hiểu rồi, danh sắc tức là thức tái sinh và sắc nghiệp tái sinh, và người ta lấy trong thời điểm tái sinh, cái xác nào tái sinh, lúc mình đi tái sinh vô bụng mẹ. Do duyên danh sắc lục nhập phát sinh, danh ở đây tức là tâm quả và những tâm sở cùng đi chung với tâm quả, và sắc đó đất nước lửa gió là sắc nghiệp tái sinh. Trong cái bài kinh Vô Thường Khổ Vô Ngã thì có nói như sau: giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên rảy đủ 7 lần, chỉ còn chút ít 9 gần, đó nguyên chất khởi nên thân con người. Giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên khảy đủ 7 lần. Cái lúc mình mới sanh ra đó, giống như một cái người mà ta lấy một cái que, ta nhúng cái nước, giống như cái giọt dầu vậy đó, nhưng mà ta khảy 7 lần đi, còn lại cái đó gọi là cái đầu tiên của con người chúng ta. Đó. Giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên khảy đủ 7 lần, chỉ còn chút ít dính gần, đó nguyên chất khởi nên thân con người. Đó, cái sắc pháp mà mới sanh ra đó, nó vậy đó, chút xíu rồi thôi, đó là sắc. Còn cái tâm mà tái sanh cho bụng mẹ đó là danh. Giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên khảy đủ 7 lần, chỉ còn chút ít dính gần, đó nguyên chất khởi nên thân con người. Giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên khảy đủ 7 lần, chỉ còn chút ít dính gần, đó nguyên chất khởi nên thân con người. Chỉ còn chút ít dính gần, dính gần. Ở cái gì tưởng tượng vậy đó, tưởng tượng là mình mới đầu thai vào bụng mẹ có nhiêu đó thôi à. Mà tôi hỏi quý vị, lúc đó mình có mắt chưa, có tai chưa? À, chưa có gì hết. Nếu vậy nào có học về y khoa thì nghiên cứu này kỹ chút xíu. Còn lúc mình mới sanh vào bụng mẹ, cái người con người chúng sanh mà mới sanh vào bụng mẹ đó, thú hoặc là người á, thì cái hình hài nó sẽ thế nào? Thì mới chỉ có danh sắc, tức là tâm tái sinh và sắc tái sinh. Sắc tái sinh đây tức là đất nước lửa gió. Kinh Vô Thường Khổ Vô Ngã. Thì từ duyên danh sắc, từ duyên danh sắc đó thì lục nhập sanh ra. Lục nhập là gì? Nhãn nhập, ý nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Lục nhập là 2 chấm. Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Cái đầu tiên nó chỉ có cái tâm là thức tái sinh và đất nước lửa gió đầu tiên.
Nó giống như một cái giọt dầu mà người ta nhúng vào, người ta khảy 7 lần, nó còn lại cái cuối cùng đó đó, đó là sắc nghiệp tái sinh. Và nó ở nằm ở cái thời điểm tái sinh. Thời điểm tái sinh tức là lúc mình bắt đầu mà chết rồi mình tái sinh vào bụng mẹ, thì lúc đó là danh có, sắc có. Danh có, sắc có. Và theo truyền thống của kinh Bali á, kinh tạng Bali á, thì chết là tái sinh liền. Tái sinh liền. Chết là tái sinh liền. Và tái sinh làm người hoặc làm thú hoặc làm chư thiên hoặc là làm một loại chúng sanh khác thì là chết là sanh liền, và nó hình thành nên danh sắc liền. Và danh sắc này, danh sắc này phát sinh ra từ cơ sở danh sắc này mà lục nhập mới sinh ra. Nếu không có gọi là danh sắc thì lục nhập không có. Dùng làm gì? Nhãn nhập thần kinh nhãn, nhĩ nhập thần kinh nhĩ, tỷ nhập thần kinh tỷ, thiệt nhập thần kinh thiệt, thân nhập thần kinh thân, và ý nhập là cái tâm. Đó. Lục nhập là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Riêng về thân, thần kinh thân thì nó đã xuất hiện đầu tiên rồi. Trong cái lục nhập đó đó thì thần kinh thân là đã có mặt rồi, và ý nhập là tâm cũng có mặt luôn rồi. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thì bắt đầu sau này nó mới hình thành. Mà nếu không có đất nước lửa gió, không có thức tái sanh thì lục nhập không có. Ý nhập đây tức là ngoài cái danh sách tái sinh thì những tâm ý sau đó đó nó mới xuất hiện ra. Đó là lục nhập. Danh sắc duyên lục nhập. Nếu không có danh, không có sắc thì lục nhập không có. Vì nào chịu khó vô bệnh viện xin cho cái người nào họ cho mình một cái đứa trẻ mà nó bị người ta bị sả thai á, mà người ta bỏ vô ống nghiệm, người ta thí nghiệm á, nhìn thấy con mắt của nó rồi tai của nó rồi mũi của nó xíu à, nó bằng khoảng cục phấn này thôi, nhưng mà năm cái đó nó rõ ràng lắm. Nhưng mà trước đó nó chỉ là giọt máu thôi, tinh trao huyết mẹ thôi, nó chưa có. Nhưng mà sau một thời gian thì nó mới hình thành con mắt, hình thành tai, hình thành mũi, hình thành lưỡi, vân vân, thì mình mới thấy được đứa bé mà chút xíu mà nó sẽ thay đó đó, thì nó có mắt có tai. Đó là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập. Nếu như không có sắc tái sinh, nó dựa vào đâu để nó có cái mắt, đúng không? Nó dựa vào đâu để nó có cái tai? Cho nên danh sắc phải có trước, lục nhập mới có sao. Đó, cái ý nghĩa này là do duyên danh sắc mà lục nhập sanh lên, nghĩa là vậy đó. Đó, do duyên danh sắc, từ duyên danh sắc lục nhập phát sinh. Cái câu đó là đúng cái nghĩa là vậy. Lục nhập là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Rồi sau này á, thì những cái suy nghĩ, những tâm ý nó mới khởi lên. Đó là ý nhập vào đó. Thì nó phải dựa vào cái danh, cái sắc. Còn cái sắc mà gọi là lục nhập này á, nó muốn có ra đó, nó muốn phát sinh ra đó, thì nó phải có sắc. Sắc ở đây nói chung là tứ đại, đất nước lửa gió. Mà tinh chất của tứ đại mới gọi là nhãn nhập. Còn có những người mà khi sanh ra có danh sắc, nhưng mà vì nghiệp của họ nặng quá cho nên nhãn nhập nó không hình thành được, con mắt không hình thành được. Trường hợp đó có không? Có. Trường hợp này gọi là người có tật bệnh từ trong bụng mẹ, kể từ tuần lễ thứ 14 trở về trước, trở về đầu tiên, tức là tuần lễ thứ 14 trở về đầu. Trong thời gian này nếu như nó không hình thành đủ lục nhập, cụ thể là 4 nhập thôi, còn cái 2 cái nhập là thân nhập và ý nhập, là bắt đầu nó có rồi. Còn cái nhãn nhập, cái nhĩ nhập, cái tỷ nhập, cái thiệt nhập mà nó không hình thành được thì chúng sanh này gọi là có tật bệnh từ trong bụng mẹ.
đó. Mà nếu là nếu nó là người, nếu là con người thì cái người này gọi là thiếu phước, làm việc lành mà thiếu trí tuệ, mà thiếu tâm tư. Nếu người nào làm việc lành không có trí tuệ và không có suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trong khi làm, hoặc suy nghĩ sau khi làm, hoặc quan nghĩ trước khi làm, quan nghĩ trong khi làm, quan nghĩ sau khi làm, thì cái quả của nó làm cái người có tật bệnh từ trong bụng mẹ thì nó không đủ lục nhập. À, để cái trường hợp này quý vị phải có một cái mảng khác, một cái chuyên đề khác nghiên cứu về cái trường hợp này. Chứ không phải tự nhiên mà nó lại không có, mà cái nghiệp của nó, nghiệp của nó, nghiệp trắng của nó không đủ, nó không đủ điều kiện để hình thành được lục nhập. Nghiệp trắng không đủ. Cũng giống như bây giờ mình có ít tiền, mình đòi đi Huế, đòi đi Hà Nội, nhưng mà trong túi mình chỉ có 100.000, làm sao đi tới Hà Nội được, đúng không? Thì chắc chắn là phải đi tới Nha Trang rồi ngưng lại thôi, rồi đó đi, tiếp tục đi bộ, đúng không? Rồi cũng tới Hà Nội nhưng phải đi bộ, mất thời gian. Cũng vậy, cái người nào mà họ làm phước, họ tu mà họ thiếu cái điều kiện, trí tuệ là một, tam tư là hai, thì cái phước của họ nó cũng chỉ nhận bao nhiêu đó thôi. Họ sẽ làm người nhưng mà họ thiếu con mắt, họ sẽ làm người nhưng mà thiếu tài, họ nghe không được, họ điếc, họ sẽ làm người nhưng mà họ mù, họ không có thấy được trong bụng mẹ đó. Chứ nếu mà họ sẽ làm người, họ đủ lục nhập rồi nhưng mà họ bị tai nạn vân vân, họ không mà bị mù mắt thì cái đó không phải, đó không tính, không tính cái trường hợp là lục nhập trong lúc tái sinh, đó không tính được. Cái này còn nếu mà nói thì nó thì giờ nó không có nên thôi. À, mình tiếp tục cái phần câu tiếp theo. À, danh sắc duyên lục nhập, rõ quý vị bắt đầu hình thành có lục nhập rồi đó. Đó. Câu thứ 5. Lục nhập duyên xúc. Sala yatana paccaya phasso. Do duyên lục nhập xúc phát sanh, sa la yatana paccaya phát sô. Do duyên lục nhập xúc phát sanh. Xin mời quý vị đọc để cho tôi nghỉ mệt. Vinyana paccaya nama rupang. Nama rupa paccaya sala yatanang. Sala yatana paccaya phasso. Vinyana paccaya nama rupang. Nama rupa paccaya sala yatanang. Sa la yatana paccaya phasso. Avijja paccaya sankhara. Sankhara paccaya vinyanang. Vinyana paccaya nama rupang. Nama rupang. Nama rupa paccaya sala yatanang. Sala yatana paccaya phasso. Sala yatana là lục nhập, paccaya là duyên, từ duyên lục nhập, phasso là xúc, phasso xúc, phasso là xúc phát sinh. Xúc thì nó có sáu, xúc thì có sáu: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Xúc có sáu, xúc có sáu, hai chấm: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Xúc có sáu, hai, ba. Bây
Quý vị đọc chút xíu mà đọc không nổi, rồi bắt tôi nói từ 8:45 tới giờ, thế là tội nghiệp tôi không? Vậy mà nhiều vị trời đánh còn không chịu nghe nữa, đúng không? Tại ráng ta nói cho nghe mà không chịu nghe, lo nói chuyện không à? Thấy dễ ghét không? Điểm thì muốn điểm cao, mà nói chuyện thì cứ nói. Quý vị phải dễ thương khi chấm điểm tôi mới tăng điểm lên được. Còn mà dễ ghét là tôi sát phạt ráng chịu đó. Học trò không biết nịnh ông thầy, quỷ sứ gì đâu không à? Nhiều khi mình nghe không hiểu cũng làm bộ ngồi nghe, gật đầu cho người ta biết là mình nghe mình hiểu. Ta thấy học tiến bộ người ta mới cho điểm cao được. Còn mạnh ông thầy, anh thầy nói mạnh học trò nói là chết. Chết không kiểm ngáp á. Cho thi lại chừng 3 lần là xanh lè hết rồi. Mặt mày xanh lè hết á. Nhất là năm cuối mà cho thi lại là chết cái gì luôn á. Ai cũng mặc áo mão cân đai lên đánh bằng của mình tiêu nghỉu. Chết á. Mà từ khóa 8 bị rồi đó, khóa 7 bị, khóa 8 bị. Khóa 6 cũng bị. Nghe tai tiếng hả? Như vậy ở đây là xúc, đây là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Nếu như không có con mắt thì làm sao có nhãn xúc khởi lên, đúng không? Đó. Vì có con mắt cho nên mình mới tiếp xúc cảnh sắc, cho nên nhãn xúc mới khởi lên. Đây là con mắt, đây là cảnh sắc, do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi. Trong kinh Trung Bộ, kinh tứ niệm xứ, niệm về 12 xứ, niệm về 12 xứ. Kinh Trung Bộ niệm về 12 xứ. Kinh tứ niệm xứ, kinh tứ niệm xứ niệm về 12 xứ. Kinh niệm xứ, kinh đại niệm xứ niệm về 12 xứ trong niệm Phật niệm pháp á. Này giờ 12 xứ thuộc niệm pháp. Đây là con mắt, đây là cảnh sắc, do duyên hai pháp này kiết sử khởi lên. Dễ sợ không? Đó. Như vậy do có con mắt mà xúc mới phát sinh. Do có con mắt, có cảnh sắc mà nhãn xúc mới khởi lên, đúng không? Nhãn xúc khởi lên. Như vậy chúng ta đã tự tạo nên, tự tạo cái người là tác nhân, cái người tạo nên cái dòng luân hồi. Vô minh liên hành hành viên tức, tức viên danh sách, danh sách liền lục nhập viên xúc. Xúc này do mình tạo nên, đúng không? Xúc mình, xúc này là do mình tạo nên, người khác tạo nên. Mà xúc thì duyên cho thọ. Mà lục có lục nhập thì mới duyên xúc. Mà làm sao có lục nhập? Tại vì có danh sắc. Mà làm sao có danh sắc? Tại mình tạo ra danh sắc, mình tạo cái nghiệp cho nên đẻ ra danh sắc. Mà có danh sắc thì có lục nhập, có dục nhập thì có xúc. Như vậy thì cái dòng luân hồi này ai tạo nên? Mình tạo nên. Hay gì đó. Đó. Cho nên là bởi vì đừng có than. Không có than, mình đau khổ đừng có than. Cái đau khổ này mình tạo nên mà, chứ phải người khác tạo nên đâu. Tại mình có mắt mình thấy, cho nên là có con mắt rồi có cảnh sát thấy nên xúc mới khởi lên, đúng không? Chứ không phải nắm tay nhau mới có xúc, nhìn nhau cũng có xúc nữa, đó là nhãn xúc, đúng không? Cho nên mình có câu gì, bốn mắt nhìn nhau gì, hay quá vậy. Đó, hay học trò nó có nhiều cái hay và đặc biệt lắm. Có những cái mà thầy giáo không biết mà học trò biết trước rồi, có những cái mà thầy giáo cần biết học trò không chịu biết. Đó. Cho nên là bốn mắt nhìn nhau cũng tào máu hỏng, nghĩa là xúc đó, có xúc đó. Bốn mắt nhìn nhau thôi mà xúc nó lại trào ra nước mắt chảy ra, rồi cuối cùng chảy máu luôn. Đúng không? Khổ vậy đó, đúng không? Ghi vô điểm cao à.
Đó là nhãn xúc. Bây giờ mình tu cái pháp này là sao? Nhắm mắt lại để cho nhãn xúc khởi lên, đúng không? Khi mình nhắm mắt lại thì nhãn xúc không có, cụ thể không có, nhãn xúc không có. Như vậy đó, nhắm mắt lại thì nhãn xúc không khởi lên. Mà nhãn xúc không khởi lên á thì những cái hệ lụy sau này nó không khởi lên. Hay gì đó. Còn vị nào mà mở mắt là rắc rối gì lắm. Tôi thấy có khi tôi bảo quý vị ngồi thiền, có nhiều vị cũng không chịu, có 3 phút mà không chịu nhắm mắt. Đúng không? Mở mắt ra thì nhãn xúc khởi lên vậy thôi. Mà nhắm mắt lại thì ý xúc khởi lên. Ý xúc khởi lên. Nhưng mà nó chặn được cái nhãn xúc, mình còn ý xúc. Còn mở mắt ra thì vừa nhãn xúc vừa ý xúc, mình tới 2 xúc luôn. Mà xúc là một trong những dòng khuyên của luân hồi sinh tử. Bây giờ nhắm mắt lại tức là tôi chặn cái xúc lại. Tôi không cho cái xúc cụ thể là nhãn xúc. Không có, tôi muốn cho cái nhãn xúc khởi lên. Cho nên tại sao gọi là hộ trì nhãn căn? Tại sao mình phải nhắm mắt lại? Đúng không? Tại vì mình không muốn có nhãn xúc khởi lên. Còn nếu gì chấp nhận cho nhãn xúc khởi lên, nghĩa là tôi chấp nhận cho dòng luân hồi của tôi khởi lên. Đó. Cho nên khi mình đau khổ thì mình ráng mình chịu thôi. Có xúc thì có mới có thọ, có thọ mới có ái, đúng không? Còn chặn cái xúc lại thì thọ ái không có. Anh mở cửa ra thì tôi phải vào đây chứ. Mà tôi vào đây tôi ăn đã rác, đúng không? Chắc chắn. Còn tôi đóng cửa lại thì rác này không có. Chặn từ cái kia. À, cho nên tôi này không có rác. Chứ còn mở cửa ra thì chắc chắn rác nó phải có mặt ở đây, đúng không? Cho nên là xúc phải được khép lại, nhãn xúc. Nhưng mà khổ nổi là mình có mắt thì mình mở mắt, mà cái người nào biết tu thì đóng cửa mắt lại. Muốn được, đọc theo, muốn được yên tu phải biết ngu. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Điểm cao đó nha, cái này câu này điểm cao nhất á. Câu này mà chép vô điểm cao nhất á. Để minh họa cái nhãn xúc mà. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Nếu tôi dạy câu này cho một chú tiểu ở chùa tôi, nó chỉ nhớ trong đầu một chữ ngu. Nói vậy đó. Muốn được yên tu phải biết ngu hài ba. Chỉ nhớ trong đầu một chữ giả ngu thì được. Nếu ai viết câu chữ giả ngu tôi cho điểm cao liền. Đúng không? Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. 2, 3. Bây giờ chữ nào trong câu này, chữ nào quan trọng nhất? Chữ ngu hả? Tu mà ngu tu làm chi? Tu mà ngu tu làm chi? Chữ nào? Câm lặng. Rồi chữ nào nữa? Chữ tu. Không, chưa được, chưa trúng ý tôi. Chữ nào? Chữ biết. Sư cô nói đúng, chữ biết. Chữ biết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống, biết. Muốn được yên tu phải biết giả ngu. Chứ mới ngu. Ngu tu làm chi? Khùng sao mà ngu? Đúng không? Muốn được yên tu phải biết giả ngu. Hiểu chưa? Giả ngu tức là có mắt giống như mù vậy. Giả ngu mà giả mù. Giả mù. Chứ một khùng sao lấy cây sắt đâm vô mắt cho mù? Đúng không? Phải giả mù. Giả mù để cho xúc nó đừng khởi lên. Hiểu tôi nói không? À, muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc, miệng câm lặng.
Không có giận. Không giận. Có ta như thường câm lặng là cái gì? Câm lặng miệng, câm lặng chứ còn ai mà câm lặng nữa mà đòi miệng nữa. Hả? Rồi cái đầu ông thầy có bị chạm gì không vậy? Ông thầy muốn cho nó rõ ra. Nhưng mà chế thường câm lặng là ta đã có cái miệng là phải câm lặng. Đúng không? Chứ mắt sao câm lặng, mũi sao câm lặng. Nhưng mà chứ miệng câm lặng thì nó không dần. Thường câm lặng, tức là thường xuyên, thường xuyên. Thường xuyên. Còn chứ câm lặng nó ẩn cái chữ miệng rồi. Không cần phải nói rõ ra. Nhưng mà nếu mà cái người mà ở mà trình độ thấp thì nói rõ ra càng tốt. Ta mới hiểu được. À. Đúng rồi. Câu đó ghi vô nha, là điểm điểm cao ở nhà minh họa chữ xúc nè, chữ xúc á, chữ xúc á. Xúc. Nhãn xúc rồi, nhĩ xúc cũng vậy luôn. Nhĩ xúc là tai. Không có nghe, điếc. Điếc. Cho nên mấy người điếc cũng có lợi lắm à. Có lợi. Ta alo ta gọi ta hỏi mượn tiền nữa hả? 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 Không bây giờ khỏi cho mượn luôn. Gặp cái người bạn thân mà ta mượn tiền mà không cho mượn được. Nhưng mình biết cái họ gọi tới họ gì, cái gì, cái gì, cái gì rồi xong xong thôi. Đây có nhiều khi điếc cũng hay lắm à, mà giả điếc nha, đừng điếc thiệt nha. Điếc thôi, không nên điếc thiệt. Điếc không tốt, không điếc thiệt là tôi giảng bạo gì nghe không được là chết à, điểm thấp liền á, nghe không hiểu là già là ghi điểm thấp á. Đó. Nhãn nhị, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc. Tỷ xúc nè, tỷ xúc là mũi, đúng không? Mà khi mình có mũi mình tiếp xúc với mà mùi hương á, khí á, hương á thì mới có xúc được. Mới khởi lên thích hay là không thích. Đúng không? Rồi tỷ thiệt rồi cái lưỡi. Vì cái lưỡi này mình tiếp xúc mình mới cái món này ngon, mình thích, món này dở, mình chê. Mình thích. Tham sân si nó hoạt động. Vì do cái anh lưỡi này, do cái anh mũi này. Đúng không? Vì lý do này mà hồi xưa ngoại đạo, một số tỳ kheo mà họ tu, họ chuyển qua tu theo Đức Phật, họ nghĩ rằng là bây giờ có mắt như mù, có tai như điếc, họ lên lấy cọc sắt họ đâm mắt hết. Rồi lấy cọc sắt họ đâm tai hết, mù điếc hết rồi. Đức Phật dạy, không phải vậy. Không phải nghĩa là nếu mình đâm con mắt thì còn cái tâm. Con đâm này là loại trừ cái tâm. Tham sân si chứ không phải là loại trừ con mắt. Con mắt cũng là cái quả, là vô tội. Cái tâm mới là có tội, không có tội là cái tâm đó. Như vậy thì lục nhập duyên, duyên xúc, có lục nhập mới có xúc. Nhưng mà khi mình có xúc rồi á thì quý vị nhớ một điều là phải hạn chế tiếp xúc, hạn chế. Có mắt như mù, có tai như là bài thơ đó là nói hết ý rồi. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm là chính xác nhất đó. Tại sao? Tại tôi không muốn tạo cái đồng luân hồi vậy thôi. Tại sao mà Thái tử Siddhartha không ở trong cung vàng điện ngọc để tu? Tại sao mà Vua Tịnh Phạn không xây cho ngài cái chùa trong hoàng cung tu cho nó khỏe? Mà đi vô trong rừng tu chứ vậy? Đúng không? Phải bỏ cái sự tiếp xúc đi. Đúng không? Bỏ cái sự tiếp xúc giữa mắt tai mũi lưỡi, phải tiếp xúc sắc tinh hương vị xúc pháp đi. Bỏ đi thì mới tu được. Còn nếu mà không bỏ được không tu cũng được. Mà hãy xúc được thì thọ nó phát sinh, đó là quy luật. Khi có xúc thì có thọ. Tiếp theo câu số 6, 12 câu lận. Hôm nay học hết 12 câu mới về đó. Đó, bây giờ thấy không? Thấy dễ ghét không? Học pháp mà nghe học pháp cái ồ lên. Ở đây về cái khỏe, đúng không? Học hết cái này để mới chấm dứt dòng luân hồi được chứ, đúng không? Đó. Nhớ khi tôi kêu học nữa thì cái gì á, đồng ý thì tôi cho về sớm. Còn nếu mà tôi nói học nữa mà ồ lên cái cho về trễ. Học nữa nha. Có chịu không? Vỗ tay đi, chịu không? Vậy là cảm ơn nha, học tiếp. Phát xá bách trái già về đây nè. Phát xá bách cha gia về đó nà. Xúc duyên thọ, do duyên
do duyên xúc thọ khởi lên. Do duyên xúc thọ khởi lên, thọ phát sinh, lấy phát sinh cho nó ấy. Phát xá bát chánh gia về, đọc theo, phát xá bát chánh gia về đó nà. Phát xá bát chánh gia về đó nà. Do duyên xúc thọ phát sinh. Đó, bây giờ quý vị lấy cái tay rờ cái người kế bên mình coi nó êm ái gì không. Rờ cái vai thôi, đừng rờ cái đầu người ta. Rờ cái vai đó, vuốt vuốt cái vai, coi cái người mà được vuốt á, cảm giác làm sao. Hết thọ gì? Thọ hỷ. Thọ hỷ. Thọ hỷ. Do duyên xúc thọ phát sinh. Là do duyên có sự tiếp xúc mà thọ nó khởi lên. Thọ đây có 5 loại là gì? Thọ khổ, thọ u, thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, thọ khổ, thọ u, thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, thọ khổ, thọ u, thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả. Do duyên xúc mà thọ này mới khởi lên. Đó, bốn mắt nhìn nhau không tào không họng, nhãn xúc duyên thọ gì đây? À, không có thọ khổ được. Thọ gì? Thọ u phiền, đúng không? U phiền, khó chịu thì mới trào nước mắt ra chứ. Còn nếu mà dễ chịu đâu có trào nước mắt. Thọ u. Bây giờ cái bình bông này nè, nhìn cái bình bông này, thấy không? Rớt hết một cái lá rồi, bụi bặm bám đầy. Hai lá, một bông mất rồi, ba bông mất rồi. Rồi. Đó. Bây giờ cái này là, đó, bây giờ nhìn, bây giờ có nhãn xúc, nhìn cái bông này, nhãn xúc rồi xả. Nhưng mà sau đó đó, tức là xúc rồi á, thì tới thọ. Bây giờ nhìn vô là thọ gì? Thọ hỷ, thọ lạc, thọ ưu, thọ xả, thọ khổ. Thọ nào? Không. Tại sao ưu? Tại khó chịu đúng không? Mà mất mớ gì mình bông này mình khó chịu với nó. Một khùng sao khó chịu với nó. Thọ gì? Thọ hỷ. À, nếu người nào thích bông á, thích bông nhựa đó, thọ hỷ. Mà nếu mà thích bông tươi á, thì nhìn cái bông nhựa, thọ xả. Đúng không? À, nếu người thích bông tươi á, thì nhìn bông nhựa, thọ xả. Chứ ai mà khùng gì nhìn mình bông mà bực bội với nó sao được, đúng không? À, đó là thọ. Thọ xả là vậy đó. Thọ xả là vậy đó. Khi nào tôi lấy cái tay tôi đâm vô cái chỗ cái sắt này nè, đau quá, thọ gì? Thọ khổ, đúng không? Như vậy đó. Thọ khổ là gì? Là đau về cái thân. Quý vị lấy cái tay nhéo cái người kế bên mạnh cho tôi một cái coi. À, thọ khổ. Cái người bị nhéo nó khó chịu hay dễ chịu? Khó chịu. Thọ u. Nhưng mà đau á, cái người bị đau thọ xả. Sao cái thọ, xin lỗi, thọ khổ. Sao thọ khổ là thọ u. Thọ u. Sao thọ khổ là thọ thọ u, đúng không? Sao tôi nói với vậy ngu quá vậy? Nó không nghe tôi nói vậy. Ở với thọ gì? Tôi chửi vậy ngu với thọ gì? Thọ xả hả? Hay, giỏi. Nhưng mà tôi thấy ai cũng cười hết, thọ hỷ. Nghe ta chửi mà thọ hỷ. Chỉ có lớp này có thôi, chứ không có lớp nào có đâu. Đó, nó vậy đó. Thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ xả vậy. Mà có xúc mà có thọ. Nếu gì không nghe tôi chửi, thì làm sao gì có nhĩ xúc. Mà không có nhĩ xúc làm sao mà có thọ ưu. Đúng không? Cho nên chúc mừng những người nào mà không nghe tôi chửi. Vậy nghe tôi chửi thì phải thọ u, khó chịu. Còn mấy người mà ngồi nói chuyện thì họ không có thọ u. Họ đâu có nghe chửi đâu mà u. À, thấy chưa? Cho cái người mà ngồi nói chuyện cũng cái hay á. Chứ không phải dở đâu. Cái lúc mà nó cũng hay á.
hay là không nghe, mình không tập trung cái lời nói của người ta, cho nên mình không có khó chịu, đúng không? Đó, cho nên nhiều khi á, trong cái vợ, trong cái rủi nó có cái may, trong cái may nó có cái rủi, trong cái vợ nó có cái hay, trong hay nó có cái vợ, đúng không? Vậy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị học dở quá rồi không tốt nghiệp được, ra trường người ta không bố trí mình thì làm gì trời á, cho nên không có điều kiện để mình tự vươn cái tự ngã mình ra, cũng là cái hay á. Hay là mình tu tiếp, nói với ông thầy đó, học tiếp. Còn dở là bây giờ mình giỏi là mình lên làm thầy thiên hạ, mình xem thường mọi người, nó có cái, cũng có cái dở đó đó đó. Ông thầy em nói gì vậy? Hả? Nói gì? Quỷ sứ nói chuyện bậy bạ không? Đó. Khi tôi nói vậy ông thầy em buồn không? Tôi hỏi ông thầy đó, sao mấy thầy nói? Đó. Thì á, cái thọ và cái xúc này á, nó diễn ra thường xuyên. Nó diễn ra thường xuyên, lúc nào cũng có đó. Và cái người tu á là phải nắm biết được cái thọ. Biết được cái thọ. Khi nào mình thọ gì, khi nào thọ gì, khi nào thọ gì. Đúng không? Khi thọ khổ dễ biết rõ, khi thọ ưu dễ biết rõ, khi thọ lạc, đây là khổ thọ, đây là lạc thọ. Đây là bất khổ bất lạc thọ gì đấy phải biết. Biết tu là biết vậy thôi. Biết là niệm, chánh niệm, niệm là biết ngay trong hiện tại. Tôi nói rồi, niệm là có bộ kim là chữ tâm, kim là nay, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại là niệm. Biết cái gì? Biết cảm thọ. Biết cái năm quẩn thọ quẩn, sắc quẩn, sắc quẩn thọ quẩn, tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn. Biết, biết rõ. Dạ, cái thọ quẩn này nó là thay đổi liên tục đây thôi. Thấy chưa? Tâm thầm nhân duyên mà, nó thay đổi liên tục. Mình nghiên cứu về năm quẩn á để thấy cái bản chất của nó. Mà nghiên cứu về thầm nhân duyên để thấy cái sự hình thành của dòng luân hồi. Hình thành của dòng luân hồi là xúc duyên thọ, xúc duyên thọ. Rồi tiếp theo câu số 7, thọ duyên ái báo tin mừng cho vị. Xúc là quả, lục nhập là quả, danh sắc là quả, thọ là quả, nhưng mà ái là nhân rồi, ái là nhân rồi. Thọ duyên ái về đến á bất tri gia tăng hà về đến nào cũng được, về đến nào bất tri gia tăng hà, về đến nào bất tri gia tăng hà. Thọ duyên ái chắc mình học thêm một buổi nữa mới nó hết tầm nhân duyên. Đúng ý mấy thầy được phải không? Chứ nếu đám cưới chạy tàn là chết. Nó còn tới 5-6 câu nữa lận. Chắc buổi nữa đi. Mình bớt cái chuyên đề sao lại. Nó có một cái chuyên đề vô ngã 4 tiết. Thì chắc vô ngã tôi nói chừng 2 tiết thôi. Tại trong này nó có vô ngã rồi, ngũ quẩn có vô ngã rồi, này cũng có vô ngã rồi. Đọc về đó na bách cho gia tăng ha. Thọ duyên ái do duyên thọ ái phát sinh. Ái là tham. Ái là tham, bây giờ ai cũng biết rồi, ái là tham. Do duyên thọ mà ái phát sinh. Do duyên xúc thọ phát sinh. Do duyên thọ ái phát sinh. Bây giờ quý vị giải cho tôi câu này coi. Cái đề thi này là gì? Giải thích 12 nhân duyên theo cái công thức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân. Đó. Câu hỏi là vậy đó. Thì quý vị phải giải thích được vô minh là gì, hành là gì, và vô minh duyên hành là sao. Rồi hành là gì, thức là gì, hành duyên thức là sao? Thức duyên danh sắc, thức là gì, danh sắc là gì? Thức duyên sắc là sao? Thì giải thích như vậy thì mới đạt yêu cầu được. Thì thọ duyên ái tức là khi có thọ thì ái mới sinh ra. Khi mà có thọ mà ái mới sinh ra. Mà thọ thì thọ khổ,
thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Thọ lạc, thọ hỷ thì dễ rồi, đúng không? Ví dụ như tôi nói trời, cái lớp này ai cũng thông minh hết, dễ thương quá, ai cũng học giỏi đó. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là thông minh. À, cái lớp mà tăng sinh khóa 10 này á, người nào cũng đẹp, trẻ, đẹp, thông minh. Bây giờ nghe tôi nói vậy, bây giờ cảm thấy nhĩ xúc nè, thấy không? Nghe nhĩ xúc êm ái, nhĩ xúc rồi đó. Rồi thọ, bây giờ vui không? Vui. Rồi sau đó bây giờ nghe thấy tham không? Tham không? Tham tức là thích theo cái lời khen đó đó. Có không? Không có thì học hết 12 câu. Không có thì học hết 12 câu. Có thì mới giảng tới được. Còn không có thì sao giảng tới đây, bây giờ hết tham rồi tôi có giảng gì nữa. Tôi nói thọ duyên ái mà giờ hết ái rồi tôi giảng gì nữa. Đúng không? Bây giờ có tham không? Ờ à, đó, có thì mới giảng tiếp được. Còn không có thì hồi hướng về. Thì á, thọ duyên ái là gì? Thọ duyên ái tức là nhờ có thọ, nhờ có cái sự thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ xả. Mà trước khi thọ phải có xúc, cho nên mới ái mới khởi lên. Tôi khen quý vị là học giỏi, con nhà giàu, học giỏi đẹp trai, quý vị thấy thích không? Thích là tham. Nhưng mà phải có, thứ nhất là nhĩ xúc, thứ hai là thọ, thọ hỷ, vui thích. À, thọ hỷ, vui thích. Thọ thì có năm thọ, và cũng có năm thọ và có sáu loại thọ chia theo thức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Ghi câu đó nữa. Thọ được phân làm sáu. Nói cách khác, thọ được phân làm sáu. Hai chấm. Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Thọ được phân làm sáu: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Quý vị mà cử ban đại diện đi thăm thầy Viên Trí nha. Thăm chưa? Thầy mổ xong rồi, thầy về bệnh viện rồi, ở về nhà rồi, về tỉnh thất thầy rồi. Tối hôm qua tôi đi thăm thầy rồi. Bây giờ quý vị phải cử ban đại diện của lớp Tăng này nè, rồi lớp Ni nữa đi thăm. Bây giờ thầy chấm cái điểm tiểu luận của mấy vị, nhất là mấy vị mà làm tiểu luận và học khái luận á, phải lo đi thăm cho lẹ. Mấy vị mà làm tiểu luận á và phải học cái luận mà cuộc đời Đức Phật á, tại cái môn đó thầy chấm 100 người không? 60 người, lo đi thăm cho lẹ đi. Nhớ, đừng quên. Gọi là cử đại mấy người tấm tiểu luận, mấy người làm tiểu luận á, chứ còn bài thi viết thì có thể tôi chấm. Nhưng mà tiểu luận là thầy tí dạy cút đầu rồi. Nhớ chưa? Cử đại diện cũng được, không cần phải đi hết 60 người, cứ đại diện thôi. Đó. Thưa quý vị, là thọ duyên ái, thọ duyên cho ái, thọ duyên ái. Do duyên thọ ái phát sinh. Đó. Bởi vì con nghe cái câu này nó hơi thô nha, tôi xin phép tôi nói nha. Nó hơi thô. Nó không thích hợp nói đây. Nhưng mà vì có đồng ý cho tôi nói không? Chứ không phải tôi dùng ngôn ngữ dưới hè trong giảng đường được, tôi không được phép. Không được phép dùng ngôn ngữ thô tục ở trong giảng đường. Nhưng mà tôi đọc câu này lên bây giờ hiểu ngay. Bởi vì đọc theo cho nó vui. Lia thia quen chậu. Vợ chồng quen hơi. Có nghe câu này không? Không nghe hả? Đó, có nghe đúng không? Mình học văn học Việt Nam á, người ta có dạy đó. Học trong trường đại học á, Phật học á. Xin lỗi, trong trường văn hóa ngoài ta có dạy đó. Lia thê quen chậu, vợ chồng quen hơi. Tức là gì? Xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Đúng không? Đúng chưa? Xúc duyên thọ. Hai mày vợ chồng tới gần ngày nào cũng gặp nhau, ăn cơm chung nhau, nắm tay nhau này kia đó. Thì là xúc duyên thọ, thọ duyên ái, như vậy đó, đúng không? Còn nếu trường hợp mà ta nói lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, người ta không thể nói lia thia quen chậu mà hàng xóm quen hơi được, đúng không? Hàng xóm quen hơi được, tại nó không có xúc, không có thọ,
hiểu không? Đó, tôi giải thích vậy thôi. Đúng. Đó, thọ duyên ái. Mà ái á thầy tham. Mà ái là tập đế. Mà là nhân. Cái nào là quả? Khổ đế là quả. Thấy chưa? Tập đế là nhân, khổ đế là quả. Như vậy thì ái duyên thọ, thọ xúc duyên thọ, thọ duyên duyên ái. Mình có một bài hát nữa. Tôi nhớ con câu thôi. Là gì? Nếu ngày ấy nếu ngày ấy hai ba. Ủa tụng kinh nó ma cho ai vậy? Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, mỗi khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Hai ba. Đó, thấy chưa? Xúc duyên thọ, thọ duyên ái, đúng không? Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau tới là không có xúc, không có thọ, không có ái, đúng không? Mà có ái rồi thì mới khổ chứ. Còn nếu mà không có ái thì sao khổ? Cho nên ái này, cái khổ đau nó tự tố cáo rằng mình có ái. Nhớ điều đó. Cái khổ đau là quả, còn cái ái là nhân. Cái khổ đau nó tự tố cáo rằng mình có ái. Mà mình có ái là mình tự tố cáo rằng mình có thọ. Mà có thọ là tự tố cáo là mình có xúc. Đúng chưa? Có xúc thì tự tố cáo là mình có lục nhập. Lục nhập viên xúc. Rồi mình có lục nhập mà tự tố cáo rồi mình có danh sắc. Danh sắc là tự tố cáo rằng mình có thức. Thức tự tố cáo là mình có vô mình. Hay lắm. Đó đó. Nhớ ghi cái bài hát vô trong bài thi nha. Điểm cao á. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau. Ông thầy thuộc không? Mời lên hát lại cho ông thầy. Trước khi về hồi hướng. Lẹ lên. Vỗ tay quý vị, vỗ tay đi. Cái này gọi là nhạc vàng hồi xưa trước 75. Lẽ hả? Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, hai ba. Thì ngày nay mỗi khi mình xa nhau có đau buồn đau, phải không? Đó, tức là xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Ái là gì? Không có thọ, không có. Nếu không có thọ thì không có ai. Còn 3 phút nữa quý vị nghe kỹ thì tôi hết cái câu này. Thọ hỷ duyên cho ái dễ rồi, thọ lạc duyên cho ái dễ rồi. Như ví dụ vậy, nào mà ngủ mới lạnh á, nó quen rồi, nó thích rồi, mai mốt mình ngủ khác không được. Đó là thọ lạc duyên cho ái. Thọ hỷ nghe người ta khen là nó quen rồi, duyên cho ái là dễ chịu rồi. Nhưng thọ khổ, thọ ưu mà duyên cho ái là duyên sao? Nghe tôi nói, ông có lời cái câu này tôi hỏi trong bài thi á. Tại sao thọ ưu là duyên cho ái? Tại sao thọ khổ là duyên cho ái? Nói đi. Thế còn thọ lạc, thọ hỷ, thọ xả thì dễ rồi. Nhưng trong bài thi tôi sẽ hỏi một câu đó. Tại sao thọ ưu mà duyên cho ái? Và tại sao thọ khổ mà duyên cho ái? Trả lời câu này thì mới thể hiện được đẳng cấp. Còn nếu không thì không con thì nó dễ rồi. Tôi khen quý vị thích rồi nó dễ rồi. Tôi tăng bốc quý vị thích rồi nó dễ rồi. Tôi chê quý vị mà quý vị thích rồi nó là khác. Mà tham nó là khác. Đó. Tại sao thọ khổ mà duyên cho ái? Nói đi. Ví dụ một cái thì tôi cho về. Tại sao thọ khổ mà duyên cho ái? Hả? Cái gì? Quen biết hả? Mà sao duyên cho ái là sao? Hả? Ông thầy nói khổ riết nó quen rồi. Ông thầy nói nó khổ rồi, nó quen rồi. Thấy chưa? Ông nói đúng á. Ông này có kinh nghiệm à. Có kinh nghiệm. Ông thầy này có kinh nghiệm, cho ông Trọng hỏi tay đi. Có kinh nghiệm. Mấy người vợ chồng ở trong gia đình á,
tao bánh lộn nhau, nó đau đứng nhớ kìa, mình nó cũng không có bỏ cái ai. Để nhớ không? Rồi hồi xưa đó, tôi nghe tôi nói câu này mới hiểu nè. Người ta thích đi qua nước ngoài, nước Mỹ, Pháp ta ở. Ta thích cái cảnh đó. Là ái không ái? À. Nhưng mà nó có chưa? Chưa có. Chưa có, cái ái nó còn nằm bên kia. À, cái mà sung sướng á, ở bên nước Tây Phương á, nó còn nằm bên kia. Nhưng mà họ phải đi vượt biên. Hiểu không? Họ xuống dưới tàu, họ ngồi co ro cúc rúc, họ đau khổ trên con đường đi từ ở bờ biển Việt Nam đi qua bên kia Thái Bình Dương. Trong thời gian đó họ khổ không? Họ khổ duyên cho ái. Hiểu không? Họ khổ đây nè. Nhưng mà duyên cho ái, ái là bên kia. Bên kia, bên kia mới có cái hạnh phúc. À, theo họ nghĩ. Cái thời kỳ mình ta đi đó, vậy đó. Và thứ hai nữa, một cái thí dụ nữa, nhớ ghi đi mai mốt làm bài. Tôi sẽ hỏi câu đó. Tại sao thọ khổ duyên cho ái? Tại sao thọ khổ duyên, thọ ưu duyên cho ái? Đó. Bây giờ tôi hỏi cái gì? Mấy người ta buồn á, thọ ưu không? Buồn á, ta buồn chồng buồn vợ anh ta, ta ra ta uống rượu á, giải sầu á, uống rượu giải sầu, ta buồn. Thì đó thọ gì? Thọ ưu. Ta uống rượu mà ta giải sầu, uống rượu ta buồn mà. Ta buồn cái người bạn chồng ta bỏ anh ta, ta buồn bạn bè phản bội anh ta. Ta buồn hay là vui? Buồn, nhưng mà người ta ra uống rượu. Ái, ái. Đúng không? Thọ khổ mà duyên cho ái là vậy. Hai cái, hai thí dụ nha. Để sau này quý vị làm bài thì phải có cái minh họa mới có điểm được. Rồi xin mời quý vị đứng lên. Nguyện đem công đức này về gấm đất và đệ tử và dân điều toàn thành Phật.